rất vui vì tôi được gặp lại các bạn. Xúc động vật là một trong những chủ đề rất được yêu thích bởi anh chị em V-Factor. Và trong mảng nội dung về xúc động vật, có một khái niệm nhận được rất nhiều sự quan tâm, đó là thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa tên gọi chính xác là học thuyết Darwin hay học thuyết tiến hóa của Darwin. Đúng như tên gọi của mình, thuyết tiến hóa của Darwin là một học thuyết về tiến hóa sinh học được phát triển chủ yếu bởi nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin. Kể từ khi được đề xuất lần đầu tiên trong cuốn Nguồn gốc các loài On the Origin of Species xuất bản năm 1859, học thuyết tiến hóa của Darwin đã nhận được sự chỉ trích và phản đối nồng hậu bởi cả giới khoa học lẫn cộng đồng tôn giáo. Ngày nay, cộng đồng khoa học về cơ bản đã công nhận thuyết tiến hóa là đúng, bằng chứng là chúng được giảng dạy trong chương trình phổ thông của Việt Nam và của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, sự hoài nghi về tính chính xác của học thuyết này chưa bao giờ chấm dứt, thậm chí còn có xu hướng tăng lên thời gian gần đây. Vào ngày 3 tháng 10 năm 2018, The Guardian.com, trang web tin tức và truyền thông uy tín của Anh, đã đăng tải một bài viết với hàng tít loại bỏ Darwin và sự tiến hóa ra khỏi chương trình dạy học là một bước lùi. Phần đầu tiên của bài viết đề cập các báo cáo cho thấy hai quốc gia Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã xóa bỏ học thuyết Darwin khỏi chương trình giảng dạy của mình. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, lý do được đưa ra là do thuyết tiến hóa vượt quá tầm hiểu biết của học sinh trung học. Còn tại Israel, các thầy cô giáo cho rằng học sinh của họ chả học được cái vẹo gì về tiến hóa. Cũng trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ấn Độ đã có một phát biểu gây sốc rằng Darwin đã sai về mặt khoa học. Ông kêu gọi viết lại hoặc sửa đổi thuyết tiến hóa bởi chưa ai từng nhìn thấy một con khỉ tiến hóa thành một con người. Suy nghĩ của ông Bộ trưởng người Ấn Độ có lẽ cũng là suy nghĩ của không ít người đang xem video này. Họ cho rằng thuyết tiến hóa là sai, là phản khoa học, bởi nếu nó đúng thì tất cả những con khỉ, con tinh tinh, con đười ươi, con khỉ đột, con vượn, con vọc và tất cả những con giống khỉ khác đang tồn tại trên trái đất phải tiến hóa thành người hết rồi mới đúng. Nói cách khác, nếu thuyết tiến hóa là đúng, tại sao những người anh em lông lá của con người lại vẫn tồn tại trong tự nhiên? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi hóc búa này theo cách mặn nhất có thể. Chào mừng đến với Thông não về học thuyết tiến hóa của Darwin. Trước khi trả lời câu hỏi thuyết tiến hóa là sai hay đúng, hãy cùng nhau trả lời một câu hỏi khác dễ hơn. Thuyết tiến hóa là gì? Một cách đơn giản và ngắn gọn nhất thì thuyết tiến hóa cho rằng mọi sinh vật đều phát sinh và phát triển thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên các biến dị di truyền nhỏ làm tăng khả năng cạnh tranh, tồn tại và sinh sản của các cá thể. Giải nén ra thì nó là thế này. Trong một quần thể sinh vật sẽ có một vài cá thể sở hữu những đặc điểm di truyền khác biệt so với số đông. Khi nghiên cứu những con chim sẻ Galapagos, Darwin nhận thấy rằng sinh vật này sở hữu sự đa dạng đáng kể về hình dáng của những chiếc mỏ. Ông cho rằng những con chim sở hữu hình dáng mỏ cho phép chúng thích nghi với môi trường sống, sẽ có cơ hội tồn tại và đẻ ra những đứa con mang hình dáng mỏ đó. Những cá thể có hình dáng mỏ kém thích nghi hơn thì sẽ ít sống sót hơn, hình dáng mỏ đó sẽ ít được truyền lại hơn. Qua thời gian, những đặc điểm cho phép các loài tồn tại và sinh sản sẽ dần xuất hiện nhiều hơn trong quần thể sinh vật. Quần thể sinh vật mới với nhiều đặc điểm tiến hóa khác biệt so với quần thể ban đầu được gọi là đã tiến hóa, tức trở thành một loài mới. Quá trình đó được gọi là chọn lọc tự nhiên. Darwin đề xuất rằng trải qua chọn lọc tự nhiên, một loài có thể trở thành đa dạng các loài khác nhau. Nói cách khác, Darwin đề xuất rằng tất cả các sinh vật đang tồn tại trên trái đất đều có một tổ tiên trùng duy nhất, đó là sinh vật đơn bào đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Quay trở lại với ông Bộ trưởng người Ấn Độ, phát ngôn của ông có thể nói là gây sốc bởi nó cho thấy ông chả hiểu gì về học thuyết tiến hóa của Darwin. Trước hết thì Darwin chưa từng nói là con người được tiến hóa từ con khỉ, cũng không có đoạn nào trong thuyết tiến hóa nói rằng hay ám chỉ rằng con khỉ đến một lúc nào đó phải hay sẽ tiến hóa thành người. Nói như vậy là nhét chữ vào mồm Darwin. Trên các bằng chứng khảo cổ, các nhà khoa học đồng thuận rằng
sinh vật gần gũi nhất với con người về mặt tiến hóa không phải khỉ mà là tinh tinh. Tuy nhiên, con người cũng không tiến hóa từ tinh tinh. Con người và tinh tinh cùng tiến hóa, cùng phát sinh từ một loài tổ tiên chung giống khỉ, sống cách đây ít nhất 6 triệu năm và nhấn mạnh là 6 triệu năm. Kể từ thời điểm đó, cả hai loài đã tiến hóa theo những con đường khác nhau về mặt di truyền và trở thành những giống loài khác biệt. Thậm chí là sau nhiều triệu năm nữa, tinh tinh cũng chưa chắc đã trở nên giống người hơn so với thời điểm hiện tại. Đó là chưa kể đến việc con người trong vài triệu năm tới sẽ rất khác so với con người năm 2021. Quay trở lại với nội dung chính, thuyết tiến hóa của Darwin là đúng hay là sai? Về cơ bản thì quan điểm các sinh vật tiến hóa dựa trên chọn lọc tự nhiên của Darwin nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ của giới khoa học, dựa trên những bằng chứng mạnh mẽ và thuyết phục ở nhiều lĩnh vực từ khảo cổ học, sinh vật học, di truyền học, động vật học, sinh học phân tử, vân vân và mây mây. Theo Scientific American, ngày nay thuyết tiến hóa đã chiến thắng ở hầu hết các mặt trận, ngoại trừ trong nhận thức của công chúng. Các bằng chứng về sự tiến hóa tồn tại trong đời sống hàng ngày biểu hiện qua việc sâu bọ đột biến, tiến hóa và chống lại thuốc trừ sâu. Còn COVID biến chủng thì lây lan nhanh hơn, gây tỷ lệ tử vong cao hơn và kháng vaccine tốt hơn. Bệnh cúm thường gây ra bởi virus cúm tuy đơn giản, có vaccine nhưng năm nào bạn cũng phải tiêm. Có hai nguyên nhân chính khiến nhiều người cho rằng thuyết tiến hóa của Darwin là sai. Thứ nhất, các tín đồ tôn giáo hầu hết tin vào thuyết sáng tạo, creationism, rằng vũ trụ, trái đất, sự sống và con người đều là những sáng tạo thần thánh của các thế lực siêu nhiên như thần linh, chúa trời. Họ đơn thuần phủ nhận thuyết tiến hóa vì nó đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của họ. Nguyên nhân thứ hai khiến nhiều người, kể cả những người theo chủ nghĩa vô thần, atheism, tức không tin vào sự tồn tại của thần thánh, cũng không tin vào thuyết tiến hóa là do những quan niệm sai lầm, những thông tin lệch lạc về thuyết tiến hóa được lan truyền rộng rãi trong xã hội, mà phổ biến nhất chính là quan điểm người tiến hóa từ khỉ như chúng tớ vừa bóc phốt ở bên trên. Quan điểm sai lệch thứ hai về tiến hóa đó là chọn lọc tự nhiên là một quá trình có mục đích. Quay trở lại với ví dụ về sâu bọ kháng thuốc trừ sâu. Nếu nói rằng sâu bọ đột biến hay tiến hóa để chống lại thuốc trừ sâu, tức là bạn đang gán cho tiến hóa một mục đích là kháng thuốc sâu. Cách hiểu này đi ngược lại với thuyết tiến hóa của Darwin. Sâu bọ không chủ động đột biến hay cố tình tiến hóa để chống lại thuốc sâu. Những gì thực sự xảy ra là khi bạn phun một loại thuốc trừ sâu mới, phần lớn sâu bọ sẽ chết. Tuy nhiên, số ít sâu sở hữu những đột biến cho phép chúng kháng thuốc sâu sẽ không chết. Chúng sinh sản và tạo ra một biến chủng, một thế hệ kháng thuốc sâu. Đó là lý do tại sao một loại thuốc sâu sẽ giảm dần tác dụng theo thời gian. Hãy cùng lật lại vấn đề. Nếu tiến hóa là có mục đích, vậy chẳng phải nó sẽ phục vụ những mục đích của con người sao? Những người thường xuyên bị đói sẽ tiến hóa để có thể quang hợp giống cây cối. Nạn đói sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn bằng cách uống nước và tắm nắng. Giảm cân cũng dễ hơn bao giờ hết khi bạn chỉ cần ở yên trong bóng râm. Một luận điểm khác cũng thường được đưa ra để bác bỏ thuyết tiến hóa đó là sự tiến hóa không thể giải thích cho sự hình thành của các cơ quan phức tạp như cặp mắt của sinh vật chẳng hạn. Người ta lý luận rằng một cặp mắt được phát triển chưa đầy đủ sẽ là vô dụng đối với sinh vật. Vậy làm thế nào mà chọn lọc tự nhiên có thể từ từ tạo ra một cặp mắt hoàn chỉnh với cấu tạo tinh vi khi mà các đặc điểm ít thích nghi hơn dần biến mất? Darwin cho rằng những cặp mắt phát triển chưa đầy đủ không hề vô dụng. Những cơ quan giúp sinh vật cảm nhận ánh sáng dường như được ưu ái bởi chọn lọc tự nhiên, dẫu nó không mang lại tầm nhìn hoàn chỉnh cho sinh vật. Quan điểm này đã được chứng minh là đúng đắn khi người ta nghiên cứu các cơ quan cảm nhận ánh sáng nguyên thủy ở động vật. Ở một số động vật thân mềm như ốc sên và giun đốt, các tế bào cảm nhận ánh sáng trải khắp bề mặt cơ thể giúp chúng cảm nhận sự khác biệt giữa ngày và đêm. Điều này rõ ràng là có ý nghĩa đối với sự tồn tại của sinh vật. Ngoài ra thì còn một luận điểm nghe vô cùng thuyết phục, đó là nếu các sinh vật thực sự tiến hóa, vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học chưa từng tìm thấy bất kỳ mẫu hóa thạch chuyển tiếp nào? Hóa thạch chuyển tiếp, transitional fossil, ở đây hiểu là hóa thạch của một sinh vật mang cả đặc điểm của loài tổ tiên đi trước và loài con cháu sau này. Ai bảo các bạn thế đấy?
Bạn có còn nhớ loạt video tóm tắt lịch sử 4,5 tỷ năm của trái đất mà VFX từng cơ cấu không? Trong phần 2 của loạt video này, chúng tớ từng nói rằng 150 triệu năm trước công nguyên, những con chim đầu tiên trên trái đất xuất hiện. Chúng là những cá thể thuộc chi Archaeopteryx, một chi khủng long giống chim, được cho là loài chuyển tiếp giữa những con khủng long không biết bay có lông vũ với những loài chim hiện đại. Thế theo bạn, hóa thạch của con Archaeopteryx không là hóa thạch chuyển tiếp, mang cả đặc điểm của loài tổ tiên là khủng long và loài hậu duệ là chim thì là cái gì? Không chỉ có Archaeopteryx, các nhà khảo cổ học còn tìm ra vô số các mẫu hóa thạch chuyển tiếp. Lấy ví dụ như Tiktaalik, nó được cho là chi cá tiền sử đầu tiên bò lên bờ và là ông tổ của tất cả các loài động vật có sừng sống trên cạn, bao gồm bò sát, lưỡng cư, chim và động vật có vú, trong đó bao gồm cả con người. Anh em thấy cụ tổ còn không mau like, share và subscribe thì còn chờ gì nữa. Cá voi hiện đại thì có cụ tổ là chi Pachycetus, sống cách ngày nay từ 56 đến 41 triệu năm và sở hữu kích thước của một con chó. Các nhà cổ sinh vật học coi Pachycetus là thủy tổ của cá voi hiện đại, đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp giữa động vật có vú trên cạn và cá voi. Gần gũi hơn một chút, Lucy là tên thường gọi của AL2881, một tập hợp vài trăm mẫu xương hóa thạch tương đương với khoảng 40% bộ xương của một cá thể vượn người phương Nam Cái. Tên khoa học là Australopithecus afarensis, một tổ tiên xa xưa của tớ và bạn, sống cách ngày nay khoảng 3,2 triệu năm. Hóa thạch của Lucy cho thấy cụ có một hộp sọ nhỏ, một bộ hàm khỏe, một vầng trán thấp và đôi tay dài lủng lẳng giống với vượn, tổ tiên của cụ. Hình dạng và vị trí của xương chậu cho thấy cụ Lucy sở hữu một dáng đi thẳng đứng. Ấy thế còn cấu tạo đầu gối và mắt cá chân thì dường như phản ánh việc đi bộ bằng hai chân giống như con người. Lucy là một trong những hóa thạch quan trọng nhất từng được tìm thấy, đồng thời cũng là một trong những bằng chứng đanh thép nhất đập tan những nghi ngờ về luận điệu hóa thạch chuyển tiếp. Và cuối cùng, khi mà không còn luận điểm gì thuyết phục, người ta thường vịn vào chữ thuyết, cho rằng thuyết tiến hóa suy cho cùng cũng chỉ là một giả thuyết, mà giả thuyết thì chắc gì đã đúng. Học thuyết tiến hóa của Darwin đúng là một giả thuyết, và đúng là một giả thuyết thì chưa chắc đã đúng. Tuy nhiên, thuyết tiến hóa cũng giống như thuyết Big Bang hay thuyết tương đối là các giả thuyết khoa học. Một giả thuyết chỉ được coi là giả thuyết khoa học khi nó có thể được kiểm tra và xác minh nhiều lần theo phương pháp khoa học. Và điểm thú vị đó là trong N lần kiểm tra, giả thuyết khoa học phải đúng trong cả N lần, không được phép sai dù chỉ một lần. Tức là không có giả thuyết khoa học nào gần đúng, chỉ có giả thuyết khoa học đúng hoặc không đúng. Các bằng chứng hóa thạch và bằng chứng thực tiễn như vừa trình bày bên trên đã chứng minh rằng các sinh vật đã tiến hóa theo thời gian. Tuy sự biến đổi chưa từng được quan sát bằng mắt thường, các bằng chứng gián tiếp mà con người thu thập được về sự tiến hóa của sinh vật rất rõ ràng và thuyết phục. Thuyết tiến hóa sẽ sai ngay lập tức nếu như bỗng nhiên người ta tìm thấy một hóa thạch người tinh khôn Homo sapiens có niên đại 100 triệu năm chẳng hạn. Thực tế là chưa có bất cứ bằng chứng khảo cổ nào có thể chứng minh thuyết tiến hóa là sai. Nói thuyết tiến hóa không chính xác vì nó chỉ là một học thuyết, nghĩa là bạn đang gián tiếp phủ nhận cả thuyết Big Bang, thuyết tương đối và vô vàn giả thuyết khoa học khác. Bởi suy cho cùng thì ngoài ông quay phim, làm gì có ai từng chứng kiến khoảnh khắc vũ trụ khai sinh hay là sờ vào được những đường cong của không thời gian. Tóm cái váy lại, học thuyết tiến hóa của Darwin với nội dung cốt lõi là quá trình chọn lọc tự nhiên là đúng. Bạn hoàn toàn có quyền cho rằng nó sai, thế nhưng ít nhất phải hiểu đúng về nó trước đã. Các bạn vừa xem xong video thông não về học thuyết tiến hóa của Darwin được cơ cấu bởi VFX. Hãy cho tớ biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Anh em đã thấy thông não hơn chưa? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để thường xuyên được thông não. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!